Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn làm một trang sách vải kỹ năng sống, đó là kỹ năng đeo thắt lưng nha. Đó thì trước tiên các bạn cũng phải chuẩn bị cho mình một ít vải nỉ nè, kéo, bút chì, phân bón keo và một cái khóa như thế này nha. Cái này là mình cắt tận dụng ở trong mấy cái đồng hồ cũ ấy bạn. Bạn nào có đồng hồ cũ thì mấy bạn cắt lấy cái khóa này ra để xíu nữa mình làm dây nịt nha. Rồi ở đây mình đã chuẩn bị một tấm vải nỉ, kích thước của nó là tầm 16 nhân với lại 12 cm này. Bây giờ mình sẽ vẽ trên này một cái chọn một cái quần tây nam á. Rồi mấy bạn vẽ. Đây mình sẽ vẽ một cái nguồn sọt đây. Rồi đó, như vậy là mình đã có một cái có hình của một cái quần rồi nè. Đó thì mấy bạn cứ đều đều mấy bạn vẽ sao cho nó vừa với lại cái khung của mình thôi nha. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ làm cho cái quần này một cái thắt lưng đây với cái khóa này. Mình sẽ dùng màu xanh. Thì khi làm thắt lưng á, mấy bạn nhớ là đo cho nó vừa với lại cái khoảng cách của cái khóa này nha. Mình sẽ để lên đây, mình vẽ một cái đường thẳng dài này. Rồi bây giờ mình sẽ đo để mình làm cái phần dây nịt này. Các bạn sẽ cắt một đoạn dây đó, khoảng đến hơn nửa cái quần một xíu. Rồi chúng ta sẽ luồn vào đây. Đây mình gập lại, mình đục một cái lỗ nhỏ nhỏ này.
như vậy là chúng ta đã xong phần của cái nịt rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ dán vào cái quần mình đã làm nha. Rồi, để trang trí thêm cho cái quần đẹp hơn thì mình đã cắt sẵn hai cái đường màu xanh đậm hơn để làm cái túi nè, túi chơi đó mấy bạn. Rồi hai cái túi phía dưới nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ dán vào. Vậy là trang sách vải kỹ năng sống đeo thắt lưng của mình cũng đã hoàn thành rồi nè. Thì ở nhà các bạn có những đồ dùng gì mà các bạn không dùng đến á, thì các bạn hãy tận dụng nó làm những cái đồ dùng nhỏ nhỏ như thế này để dạy những kỹ năng cho các bé nha. Nếu các bạn cảm thấy kênh của mình hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.